Ngày 4 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bị đôi nam nữ đánh ở chung cư. Trước đó, ngày 3 tháng 12, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ đánh ở sảnh chung cư. Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ bước ra từ thang máy tầng trệt chung cư thì có nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh và xông tới hành hung. Trong nhóm người này, chủ yếu là đôi nam nữ lao vào hành hung người phụ nữ mặc áo vàng. Người đàn ông đã nắm tóc người phụ nữ mặc áo vàng và kéo lê trước sảnh chung cư. Người đàn ông liên tục hỏi và dùng chân đá vào người phụ nữ mặc áo vàng. Còn người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng dùng chân đá nắm tóc đánh vào bụng, lưng người phụ nữ mặc áo vàng. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa 19 tháng 11 tại chung cư LB thuộc phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phía công an phường 25 đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.